Khi mà nhận phim này là Trường biết là chắc chắn thế nào, mình cũng lặp đi lặp lại những cái nét diễn cũ. Hello, Trường xin chào khán giả Molly Star. Quốc Trường đang đóng vai Tùng trong phim Kẻ Ẩn Danh. Dạ, thì đây cũng là bộ phim hành động đầu tay của anh luôn đúng không? Dạ. Thì cái trải nghiệm đóng phim hành động nó mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào? Đây là lần đầu tiên Trường tham gia một bộ phim hành động. Thì lần đầu tiên đóng phim hành động thì nó lạ. Với cảm giác là mình cảm thấy là đóng phim hành động nó cực khổ hơn phim tâm lý rất là nhiều, có thể gấp 10 lần. Và khi mà xem phim bản final thì mình thấy là có những lúc là mình quay 100 nhưng mà lấy chỉ có một thôi. Thì sau này nếu như mình có đi xem những bộ phim hành động khác thì mình cũng hiểu được là một bộ phim hành động, một bộ phim đầu tư rất là nhiều công sức của ekip, tiền bạc và kể cả anh em. Mà đổi lại thì thực sự cái giá trị nó cũng rất là đáng để xem. Là trong bộ phim này anh vẫn có sử dụng các cadre đúng không? Yes, có chứ, có mấy cảnh mà như các bạn thấy là cái lưng của mình đập vô cầu thang á, thì bắt buộc đó là phải có các cadre. Nếu như là mình làm thì chắc chắn là lỡ có chuyện gì thì cả đoàn phim phải ốp, cho nên phải có các cadre. Diễn viên nào cũng vậy á. Nhưng mà vẫn có những cái phong cảnh nó hơi nguy hiểm chút xíu nhưng mà anh vẫn tự thực hiện đúng không ạ? Có chứ, có những cảnh nguy hiểm mình phải làm. Tại vì nếu nguy hiểm nhưng mà mình khống chế được, mình control được thì mình vẫn làm. Còn mấy cái cảnh mà mình cảm nhận mình không thể nó làm được thì phải mới sử dụng cascader. Dạ. Vậy thì từ khi nhận kịch bản á thì anh mất bao lâu để mình tập luyện với lại mình chuẩn bị tâm lý cho cái những cái phong cảnh hành động trong phim này? Trong phim này Trường chỉ xuất hiện đúng cái cảnh đánh đó thôi, nhưng mà Trường tập võ tới 3 tháng á. 3 tháng và quay ở trên cái con tàu đó 10 ngày, 10 đến 12 ngày. Và các bạn thấy là dựng lên phim nó có bao nhiêu đâu. Dựng lên phim khoảng có không tới 5 phút. Thì các bạn mới thấy là những diễn viên mà đóng phim hành động á thì nó đầu tư như thế nào. Mình mới nói Việt Nam thôi, còn những nước khác nữa thì mình nghĩ là nó còn khủng khiếp. Dạ. Cho nên Trường rất là tôn trọng những diễn viên, đặc biệt những diễn viên hành động, và Trường gửi lời cảm ơn đến các bạn cascader cho đoàn phim, đặc biệt là cho Trường nhiều. Dạ. Lần đầu mình đóng phim hành động với lại là mình đóng một cái vai gọi là đối trọng của Kiều Minh Tuấn nữa, nhưng mà em thấy là những cái phân cảnh hành động của anh cũng khá là ít ở trong phim. Cảnh cuối thì mới xuất hiện nhiều và coi như là anh dùng hết nội lực của mình luôn á, thì anh có cảm thấy mình hơi tiếc một chút xíu không? Có chứ, thật ra là khi đọc kịch bản thì mình cũng thấy là cái vai này nó ít mà đúng là chùm cuối thì không nên xuất hiện nhiều. Nhưng mà trong kịch bản thì cái cảnh đánh cuối nó dài hơn những gì mà các bạn đang xem. Thì nếu mà dựng lên như vậy thì mình cũng thấy tiếc. Nhưng mà nghĩ là có thể là do vấn đề nào đó của phim hoặc là do tổng thể phim, cho nên mới cắt bớt một phần nào đánh đó. Chứ Trường nghĩ là nếu mà dựng đánh nhiều thì sẽ tốt cho phim thôi. Trường nghĩ là có một lý do nào đó cho nên nhà sản xuất và đạo diễn mới làm như vậy. Dạ. Hồi chị em có nghe anh chia sẻ là anh với anh Kiều Minh Tuấn là hai anh em chơi với nhau cũng rất là lâu rồi, cũng rất là mong để có một bộ phim được đóng chung á. Thì khi mà hai anh em đóng chung với nhau và đóng một cái vai đối trọng với nhau nữa thì cái quá trình của anh với anh Kiều Tuấn á, đóng phim nó có smooth không, nó có cái vấn đề gì xảy ra không? Không hề có vấn đề gì hết, hai anh em cũng rất là quý nhau rồi, cho nên khi đóng chung với nhau dù có những cảnh đối đầu thì cũng không có vấn đề gì cả. Thật ra là chúng tôi cũng là những diễn viên chuyên nghiệp rồi, cho nên khi mà hóa thân nhân vật thì nó sẽ nhanh thôi, vấn đề là có hay không hay thôi chứ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý đâu. Hồi chiều anh cũng có chia sẻ là khi mà nhận kịch bản này thì anh cũng thấy là mình vẫn là vai phản diện, mình vẫn có một cái gì đó là mình của những cái bộ phim trước á, và em thấy là anh cũng ý thức được cái điều này thì anh có một cái cách nào đó để kiểu mình có thể bứt phá ra khỏi những cái hình tượng đang đóng khung mình hay không trong tương lai? Yeah. Khi mà nhận phim này là Trường biết là chắc chắn thế nào, mình cũng lặp đi lặp lại những cái nét diễn cũ, vì nó quá ít để mình có thể có những cái nét diễn khác. Các bạn hiểu là nó đã mặc định là cái cảnh này sẽ gặp người này và phải diễn đó. Nếu mà mình không diễn cái đó, mình diễn cái nét khác á, thì đi qua cảnh khác nó sẽ bị gãy. Ví dụ mình thỏa mãn cho báo chí, mình thỏa mãn cho khán giả xem, nhưng mà lên phim dựng nó sẽ bị giật hình. Hiểu không? Cho nên vấn đề đầu tiên á, nếu mà để có một cái vai phản diện nó khác đi á, thì cái yếu tố kịch bản nó quyết định tất cả. Khi cái kịch bản nó viết, nó phải chuẩn tất cả mọi thứ, thì lúc đó diễn viên mới diễn những cái nét nó sâu lắng hơn, nó khác hơn. Ví dụ một nhân vật không hẳn là phản diện mà là một nhân vật phản diện vì cái gì đó, thì đó là một phản diện khác nữa rồi. Còn đây là một phản diện mafia, có những lúc cao trào, có những lúc không phải gồng mình, thì gồng mình thì phải gồng mình thôi chứ không thể nào diễn cái nét khác được. Cho nên mình phải chấp nhận, vì cuộc chơi này, tham gia bộ phim này là vì hành động, vì ekip đoàn,
chứ không phải là vì một cái nét diễn khác đi của vai phản diện. Cho nên những bộ phim sau Trường có nhận, chắc thôi Trường nhận vai hiền quá hả, chứ diễn phản diện với cũng chán rồi. Mà nếu như có một vai phản diện nào đó thì đó là một vai nó phải dài hơi, nó thật sự là dài hơi và có một cái nội tâm nhân vật nó phải sâu hơn nữa thì nó mới lột tả được những cái nét phản diện. Thật là mình rất là không thích diễn những cái nét phản diện mà phải gồng mình lên, không bao giờ thích những cái nét chừng mắt hay là phải gân cổ, không thích đâu. Nhưng mà có những cảnh nó phải thể hiện như vậy mình mới làm. Nhưng mà Trường lại thích những cái vai giống như nó nhẹ nhàng, nó quyết định những hành động sát thương người khác nhưng mà nó vẫn cười nhẹ nhàng thôi, thì đó là những cái nét mình thích, nhưng mà mình phải tôn trọng kịch bản. Anh là một diễn viên chuyên nghiệp rồi thì em muốn hỏi quan điểm của anh là mình là một diễn viên thì mình nên chọn những cái vai phù hợp với mình cảm thấy là mình có thể hoàn thành tốt nó được, hay là phải bắt buộc phải thử sức với lại nhiều thể loại vai để cho khán giả thấy là mình có cái sự đa dạng, có sự biến hóa? Câu hỏi hay á, cái này phải chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn mới vào nghề là mình phải bắt buộc thử hết tất cả những loại vai mới vào nghề á, và khi mình đã định hình được trong nghề rồi thì bắt buộc phải chọn hợp vai nha, tại vì chỉ có hợp vai mình mới bật lên được thôi, còn không hợp vai thì nó sẽ nằm mức độ là diễn ok, người ta nói ô diễn ok đó, Trường diễn ok, còn mình để Trường bật lên là phải hợp vai nha bạn, chắc chắn là phải hợp vai. Nhưng mà diễn viên bắt buộc phải diễn được nhiều loại vai thì mới là diễn viên giỏi, nhưng mà để bật lên khỏi tất cả những diễn viên khác thì chắc chắn bạn phải hợp vai thôi.